Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trong thế kỷ 21 tân tiến này, vẫn còn tồn tại rất nhiều cộng đồng dân cư sống dưới hình thức bộ tộc, bộ lạc. Bên cạnh một số bộ lạc đã tiếp nhận sự giúp đỡ của người văn minh, thì còn có những bộ lạc vẫn sinh sống theo lối sơ khai nguyên thủy. Họ săn bắt hái lượm và từ chối tiếp xúc và sự giúp đỡ của chúng ta. Những bộ tộc này rất bí ẩn, họ sống trong sâu thẳm rừng sâu hoặc những nơi gần như tách biệt với thế giới chúng ta và loài người có rất ít thông tin về họ. Bất kỳ sự xuất hiện con người đến gần hay đặt chân trên lãnh thổ của họ sẽ phải trả cái giá rất đắt. Những tộc người này sẵn sàng xông tới, tấn công và làm hại nếu như bạn vô tình xâm phạm lãnh thổ của họ. Cùng thế giới hôm nay khám phá 7 bộ tộc bí ẩn và hiếu chiến mà chúng ta nên tránh xa nhé. 7. Sentinel. Bộ tộc Sentinel đã sống ở quần đảo Bắc Sentinel của Andamans trong khoảng 60.000 năm và được coi là cô lập nhất thế giới. Tuy vậy, họ vẫn kiên quyết duy trì cuộc sống của mình theo cách đó qua hàng nghìn năm. Những mũi tên tẩm độc, dao, mát, rìu, đá v.v. tất cả được thổ dân trên đảo sử dụng để xua đuổi bất cứ người lạ nào tìm cách tiếp cận. Họ đã tấn công vào hai người đàn ông sau khi họ đánh cá gần khu vực gần đảo. Thậm chí họ còn bắn tên, ném đá vào những chiếc trực thăng hay máy bay thăm dò vì họ cho đó là sự thù địch từ bên ngoài. Các nhà chức trách đã từng nghiêm cấm người dân tiếp xúc và lập hàng rào chắn cách đó 3 dặm. Bỏ ngoài tai sự cảnh báo nguy hiểm, nhà truyền giáo trẻ John Arnshaw đã đi thuyền của người dân đến hòn đảo với ý định một mình tìm hiểu về bộ tộc. Và kết quả là anh ta đã phải nhận ngay một trận mưa tên từ trong đảo bay ra khi vừa xuống thuyền và không thể sống sót quay về. Chính quyền Ấn Độ đã cử đi rất nhiều đoàn thám hiểm về bộ tộc Sentinel trên hòn đảo này, nhưng họ luôn trắng tay quay về vì không thể tiếp cận lại gần. Mãi đến năm 1991, đoàn thám hiểm mới có thể tiếp cận và tặng bộ lạc những trái dừa như món quà bày tỏ sự hữu nghị. Tuy nhiên, họ chỉ được phép ở dưới nước mà không được lên bờ. Ông Pandit, một nhà nhân loại học cho biết, ông đã tranh thủ tiến gần bờ trong lúc mọi người đang tặng dừa cho bộ lạc. Nhưng một người đã ra chĩa thẳng con dao về hướng ông và bày tỏ thái độ sẽ giết ông. Ông cho rằng, cử chỉ của cậu bé thật đặc biệt, cậu ấy rõ ràng muốn nói rằng tôi không được hoan nghênh. Thật nguy hiểm khi một đứa trẻ có những suy nghĩ đáng sợ đối với người xâm phạm vùng đất của mình. 6. Corobo. Khi nhắc tới rừng rậm Amazon, bạn nghĩ ngay đến điều gì? Hãy comment ngay xuống bên dưới video cho chúng tôi biết nhé! Rừng Amazon được ví như một khu bảo tồn thiên nhiên của trái đất. Đó là nơi sinh sống lý tưởng của nhiều loài thực vật, động vật hoang dã. Và tại nơi đây cũng đang có nhiều bộ lạc cô lập đang sinh sống. Corobo là bộ lạc người da đỏ có khoảng 150 thành viên, sống ở lưu vực phía tây Amazon của Brazil. Người Corobo được gọi là Caceteros, nghĩa là những người đàn ông của gậy gộc. Họ thường dùng những cây gậy lớn để tự vệ. Chính phủ Brazil từng cử nhân viên đến tiếp xúc với bộ lạc này. Tuy nhiên, 7 người trong đoàn này đã bị họ dùng gậy đánh chết. Những người được cho là lâm tặc và nhà thám hiểm từ lâu đã là cái gai trong mắt của người Corobo. Nhiều vụ án đã xảy ra tại đây chỉ vì họ sẽ không ngần ngại ra tay với những kẻ tò mò mà không cần làm rõ nguyên nhân vì sao tiếp xúc với họ. Những người trong bộ tộc này đã nhiều lần liên tục tấn công và sát hại vô số các công nhân tại trạm giám sát Funai, nơi được xây dựng nhằm mục đích thiết lập mối liên hệ hòa bình với những người da đỏ vào năm 1982. Sau nhiều sự việc không may, chính phủ Brazil đã lập ra một khu vực riêng dành cho họ và không ai được phép đi vào khu vực này. 5. Muscovero. Vị trí thứ 5 thuộc về bộ tộc Muscovero ở Peru, Brazil. Từ lâu, bộ tộc Muscovero được đánh giá là những chiến binh ngạo mạn nhất khu vực Amazon. Họ sống du mục, săn bắt, hái lượm, di chuyển theo từng nhóm gia đình. Họ không muốn tiếp xúc với bên ngoài, không muốn bị chinh phục và là một trong những bộ tộc hiếu chiến nhất. Họ đã nhiều lần bắn tên vào du khách và nhân viên kiểm lâm để cảnh báo. Một hướng dẫn viên địa phương đã bị bộ tộc sát hại vì cố gắng thuyết phục họ bỏ đi lối sống du mục. Những người bản địa ở khu vực này cho biết, khi thổ dân Muscovero muốn điều gì mà bạn nói không, họ đe dọa sẽ bắn bạn. Nếu bạn hỏi họ quá nhiều hay họ đi hỏi lại, họ cũng tức giận. Đây có thể được xem là bộ tộc có tính khí thất thường nhất và thật là nguy hiểm khi bạn vô tình gặp phải bộ tộc này trong lúc đi du lịch. 4. Korowai. Hãy comment cho chúng tôi biết nếu như bạn cảm thấy ghê rợn khi xem những thứ phim ăn thịt người trong những bộ phim kinh dị. Ở ngoài đời thực, tục ăn thịt người thường xuất hiện rất nhiều trong các bộ tộc bí ẩn trên thế giới. Bộ tộc Korowai cư trú trên nửa đảo phía tây thuộc Indonesia từng nổi tiếng với tục ăn thịt người này. Đối với bộ tộc Korowai, cái chết có thể hiểu được nếu ai đó ngã từ trên cao xuống đất hoặc chết trong lúc đánh nhau. Nhưng đối với cái chết do nhiễm bệnh từ môi trường xung quanh, do không có kiến thức y học nên họ xem đó là cái chết bí ẩn và thủ phạm là Kakua, một thầy phù thủy đến từ địa ngục.
Kha'Kua sẽ tồn tại trong cơ thể người chết và họ tin rằng ăn thịt người chết là ăn thịt Kha'Kua để trả thù. Thật không may nếu nạn nhân trong lúc hấp hối theo thào tên ai, người đó cũng bị xem là Kha'Kua. Và bạn có thể tưởng tượng ra kết quả có phần man rợ của người đó rồi đấy. Người Korowa luôn xem trọng và thách khoe những chiếc đầu lâu, thứ được xem là chiến tích khi tiêu diệt được Kha'Kua. Họ lý giải rằng trả thù là một phần văn hóa của người Korowa. Khi Kha'Kua ăn con người sẽ ăn lại Kha'Kua. Họ sẽ không cảm thấy buồn dù người bị giết là người thân của họ. Khi các nhà thám hiểm tiếp cận bộ tộc này, người Korowa luôn đưa cho họ một miếng thịt và nói rằng đây là thịt người. Nếu họ không ăn thì họ không được phép ở lại. Nếu là bạn, liệu bạn có dám ăn miếng thịt này không? Ba, Yanomami. Nhà thám hiểm Alexander Humboldt thế kỷ 18 từng gọi tộc người Yanomami là những kẻ hiếu chiến bởi tộc quán thích gây chiến, đánh nhau và tấn công các bộ lạc khác cũng như cả thành viên trong chính tộc mình. Những người đàn ông sẵn sàng động thủ trước bất cứ mối đe dọa nào, bất chấp chuyện phải đổ máu. Nằm ẩn sâu trong những cánh rừng rậm Amazon, ở biên giới giữa Venezuela và Brazil là nơi sinh sống thổ dân da đỏ. Yanomami hay còn có tên gọi khác là Yanam hoặc Senema, một trong những bộ lạc bí ẩn nhất thế giới với dân số khoảng 20.000 người kể từ khi được phát hiện lần đầu vào năm 1929. Bộ lạc này vẫn sống hoang dã như tổ tiên của họ, không liên lạc với thế giới bên ngoài và còn duy trì nhiều tập tục kỳ lạ. Người Yanomami tin rằng có một thế giới linh hồn tồn tại song song với thế giới người sống. Thân xác mất đi nhưng linh hồn thì còn mãi, thân xác cần được bảo vệ để người chết an giấc thì linh hồn mới có thể chuyển kiếp. Và không có cách nào tốt hơn việc ăn luôn tro cốt của người đã khuất, khiến thân xác người chết và người sống hòa làm một. 4. Caraballo là bộ tộc nằm ở phía đông nam của Colombia. Trong 400 năm qua, người Caraballo thường xuyên tiếp xúc với người ngoài, bao gồm cả các cuộc tấn công bạo lực của những kẻ buôn bán nô lệ và những người khai thác cao su, khiến họ phải rút lui khỏi các nhóm bên ngoài và gia tăng cô lập. Từ đó, họ dần trở nên thù địch với những người lạ và sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi để cải thiện tình trạng này. Vào tháng 12 năm 2011, Tổng thống Juan Manuel Santos đã ký sắc lệnh pháp lý số 4633 đảm bảo cho những người như Caraballo quyền tự nguyện cô lập, lãnh thổ truyền thống và sự đền bù nếu họ phải đối mặt với bạo lực từ bên ngoài. 1. Toromona. Cùng đến với bộ tộc cuối cùng trong video ngày hôm nay, tộc Toronoma là một tộc người sống tách biệt ở Bolivia gần thượng sông Madidi và sông Hết. Đây là tộc người du cư và lượm hái, có thể nói đây là bộ tộc bí ẩn nhất do chưa bao giờ được người ngoài tìm ra. Nhiều người tin rằng bộ tộc này chỉ là truyền thuyết. Những người dân sống xung quanh khu vực này mô tả người dân Toromano khéo léo như khỉ và nổi tiếng tàn bạo. Họ đánh dấu lãnh thổ bằng giáo và lông vũ, rất vũ lực với kẻ xâm phạm. Theo một số ghi chép cho biết, thì bộ tộc này không hề có lòng thương xót trong việc giết người. Nếu có ai lọt vào lãnh thổ của họ, cơ hội sống sót của người đó là rất mong manh. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định chính xác nơi định cư của bộ tộc này. Giới chức trách Bolivia tuyên bố, họ hoàn toàn tôn trọng cuộc sống cô lập của người Toromona. Video đến đây là kết thúc. Bạn cảm thấy đáng sợ với bộ tộc nào nhất? Hãy comment bình luận bên dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau trên kênh Thế Giới Hôm Nay.